Em tên là Lê Thục Anh, năm nay em học lớp 5 trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Yên Bái. Hôm nay em đến đây để tham gia hoạt động bảo vệ tê giác. Em thấy hiện nay nhiều người ở châu Phi, các nơi trên thế giới đều chặt sừng tê giác để lấy sừng tê giác để chữa bệnh. Thì em thấy như thế là không đúng, bởi vì tê giác là một loài vật rất hiếm và nó gần giống với loại chủng khủng long. Nên nếu mà người ta chặt sừng như thế thì con người sẽ mất đi loại vật hiếm như thế ạ. Đó là một hành động vô nhân đạo ạ.